Ngày 10 tháng 2, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, sau hơn một tuần điều trị tích cực, sức khỏe của bé trai BNH 5 tuổi ngụ Sóc Trăng bị dở thận, hiện sức khỏe đang phục hồi tốt. Trước đó, khi đang chơi đùa, bé H dấp chân ngã, đập mạnh vùng bụng dưới và một vật cứng và than đau. Khoảng 12 tiếng đồng hồ sau, bé đi vệ sinh và nước tiểu có màu đỏ nên gia đình tức tốc đưa lên Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long, thành phố Cần Thơ điều trị. Tại đây, bác sĩ phát hiện bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu máu, thận trái bị chấn thương độ 4, tức độ nặng, dở nhu mô cực dưới thận làm đôi, có tụ dịch quanh thận. Bệnh tiên lượng nặng, phức tạp nên các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn liên khoa để đưa ra phương pháp tối ưu bảo tồn thận, hạn chế tối đa vận động, truyền dịch, theo dõi sát tình trạng mất máu và phòng ngừa nhiễm trùng. Với những cố gắng vượt bậc nhằm giữ lại quả thận cho bệnh nhân, sau hơn một tuần điều trị tích cực, tình trạng lâm sàng và cận lâm sàng của bé H đã ổn định.